Cũng trong chiều nay, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 đã tổ chức công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đồng chí Tô Văn Từ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025. Chuẩn y đồng chí Đinh Văn Tiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Ninh Bình tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tô Văn Từ đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định đồng chí Đinh Hồng Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028, điều động đến nhận công tác tại Liên minh Hợp tác xã Việt Nam từ ngày 8 tháng 7 năm 2024 để giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng các đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Đinh Văn Tiên và Đinh Hồng Thái được tin tưởng giao trọng trách mới, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là niềm vui, niềm phấn khởi của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, của mỗi cá nhân, gia đình các đồng chí. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 đã quyết định số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 15 đồng chí. Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đã bầu 15 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong nhiệm kỳ có 2 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được nghỉ công tác để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Đến nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được kiện toàn đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu theo đúng đề án nhân sự đại hội và quyết định của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Việc kiện toàn bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là nhiệm vụ rất quan trọng, sẽ tạo động lực, tiếp thêm sức mạnh để Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo triển khai thực hiện toàn diện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội của tỉnh. Để thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đồng chí Nguyễn Hoàng Hà và đồng chí Đinh Văn Tiên tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tích cực học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, gương mẫu trong công tác và trong cuộc sống, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 đã đề ra. Quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu khát vọng đến năm 2035, tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo. Tầm nhìn đến năm 2050 là thành phố trực thuộc Trung ương, văn minh hiện đại thông minh, có bản sắc riêng, ngang tầm các đô thị di sản thành phố sáng tạo trên thế giới. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành, các huyện, thành phố quan tâm giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện để đồng chí Nguyễn Hoàng Hà và đồng chí Đinh Văn Tiên tiếp tục phấn đấu, phát huy, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúc mừng đồng chí Đinh Hồng Thái đã được Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tin tưởng tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là bước phát triển mới trong quá trình công tác phấn đấu và trưởng thành của đồng chí Đinh Hồng Thái mà nền tảng tạo dựng từ tỉnh Ninh Bình. Ghi nhận những đóng góp cống hiến của đồng chí Đinh Hồng Thái đối với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới với vị trí nhiệm vụ công tác mới, đồng chí Đinh Hồng Thái sẽ tiếp tục phấn đấu, phát huy khả năng kinh nghiệm để hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời luôn quan tâm phối hợp với các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trong triển khai thực hiện các chủ trương nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Hỗ trợ Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhà nhiều giải pháp để có những bước phát triển thành công mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ. Thay mặt các đồng chí vừa nhận quyết định, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tạo điều kiện của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, sự tín nhiệm ủng hộ của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, cùng những tình cảm tốt đẹp, sự giúp đỡ của các đồng chí, các cơ quan trung ương, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian qua. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, mỗi cá nhân sẽ cụ thể trong chương trình công tác của mình, tiếp tục rèn luyện phấn đấu với trách nhiệm cao nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, ủng hộ giúp đỡ của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và các cơ quan hữu quan đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.